Bác sĩ Trần Duy Hưng, vị chủ tịch đầu tiên của thủ đô Hà Nội ở tuổi 33. Bác sĩ Trần Duy Hưng sinh năm 1912 trong một gia đình trung lưu ở Huệ Thị, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, từng học cùng lớp với các bác sĩ Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ. Năm 30 tuổi, đã là một bác sĩ đa khoa giỏi, với sự trợ giúp từ em gái, ông mở một bệnh viện ở phố Thợ Nhuộm, tham gia phong trào hướng đạo sinh từ rất sớm, nên trước ngày cách mạng tháng 8, bệnh viện của ông là cơ sở bí mật của cách mạng. Sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nhà bác sĩ Trần Duy Hưng và đề nghị ông làm thị trưởng Hà Nội, bác sĩ Trần Duy Hưng đã cảm ơn cụ chủ tịch và đề nghị chọn người khác xứng đáng hơn với lý do mình chỉ biết khám chữa bệnh, không quen làm lãnh đạo. Bác Hồ đã động viên, điều quan trọng là chú có lòng yêu nước, có các đoàn thể và đồng chí giúp đỡ, lo gì không hoàn thành nhiệm vụ. Ức ừ cử làm chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội trong những ngày toàn quốc kháng chiến, bác sĩ Trần Duy Hưng luôn ở bên Bác Hồ cùng các đồng chí trong tiểu ủy Ủy ban hành chính tập hợp các thành phần yêu nước bảo vệ thủ đô. Năm 1947 ông được cử làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tới 1954 được điều sang làm Thứ trưởng Bộ Y tế, tháng 10 năm 1954, ông được cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội dẫn đầu đại quân tiến vào tiếp quản thủ đô. Một lần nữa, Bác Hồ yêu cầu bác sĩ Trần Duy Hưng làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính thủ đô, sau này là Ủy ban Nhân dân, ông đã đảm nhiệm trọng trách này cho đến lúc về hưu, năm 1977, tính ra, ông là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố liên tục 23 năm. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ khóa 1 đến khóa 6,